Kính thưa quý vị, Nguyễn Xuân Phúc, chuyến này chết thật rồi. Tướng Phan Văn Giang bắt được Nguyễn Duy Linh, ôm tài liệu mật, đạo trình Nguyễn Xuân Phúc, kể tấm lặng người nửa cân. Nguyễn Xuân Phúc cũng không phải dạng vườn, ông ta lồng lột bất chấp đương là người thân, lên làm tổng thống lâm thời và coi thường bộ chính trị. Đây là sự yếu kém của ban chuyên án, một đối tượng cực kỳ nguy hiểm đứng đầu quân khu 1, lại là gián điệp Hòa Nam mua chuộc một vị tướng đứng đầu quân khu 1. Nếu tướng không và chạy thoát, coi như là chuyên án này thất bại và tổ chức này cũng sẽ liên kết với những phản quốc khác và chưa thể biết hết. Đây là một sai lầm của ban chuyên án và quân ủy trung ương, là một thất bại của vụ án này. Và sau đây kính mời quý vị khán thính giả cùng đón nghe bản tin chi tiết. Vào lúc 9 giờ sáng ngày 29 tháng 10, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương đã triệu tập cuộc họp bất thường. Các lão tướng hiện là cố vấn cao cấp trong Bộ Tổng tham mưu và Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cũng đã có mặt, cùng nhau bàn thảo và cùng đưa ra các phương án để bắt trộm. Thông thường là tất cả đều có sự quyết tâm cao nhất khi nghe báo cáo từ Cục trưởng Thiếu tướng Phạm Văn Thị, Thủ trưởng Cơ quan Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng, trưởng ban chuyên án TC286 cho biết. Sau khi tướng Thông bị bắt giam ở quân khu 2 trong suốt thời gian 2 tháng qua, ban chuyên án TC286 không thể khai thác được. Nhiều nguồn tin từ tướng Thông là đêm đầu tiên bị bắt giam ở trại dân quân khu 2, tướng Thông không có nhiều biểu hiện lạ. Ông không nói, không ăn uống cả 3 ngày đầu tiên. Ngày thứ tư được các cán bộ quản giáo động viên, ông bắt đầu uống nước. Hàng ngày ông uống rất là ít và không ngủ được. Các đối tượng cùng buồng giam và ông cho biết là trong thời gian đầu thì ông đến với mọi người như sau. Một khi ông chìm sâu vào giấc ngủ, ông thấy anh hùng Trần Đất Độ hiện về và nói chuyện với ông Độ không trách móc. Việc ông đã đồng lòng bao che cho các đối tượng trong gia tộc Nguyễn Xuân Lập mua độc chết ngoài thao trường quân sự đô thị, khuyên ông quay đầu là bờ nên thành khẩn khai báo về ban chuyên án. Các thông tin của ông sẽ giúp cho quân đội nhân dân ngăn chặn các âm mưu thủ đoạn của Trung Quốc trong việc khống chế Việt Nam trong tương lai. Cần ông nên tha ra các tướng tá của quân khu 1 và các quân khu khác trên toàn quốc đã tham gia hoạt động gián điệp và nhập quốc tịch Trung Quốc, giúp cho ban chuyên án trong việc triệt phá hoàn toàn mạng lưới tình báo Hòa Nam đã hoạt động khắp mọi miền tổ quốc và được ví như là hồng mái đã lấy lòng trụ tội ban đầu. Ông công tuyên những gì đã chứng kiến trong giấc mơ là sự thật, vì ông chỉ nghĩ rằng mình quá mệt mỏi và lo lắng quá, cho nên bị dẫn đến là tình trạng mê sản. Nhưng sau khi bị tạm giam khoảng 10 ngày, ông bắt đầu có những biểu hiện lạ thường. Mỗi khi ông chỉ nhắm mắt, một lúc sẽ lại bật dậy và la hét ầm ĩ. Sau đó ông quay lại, văn sinh anh hùng Trần Đức Độ tha mạng, thấy ông lao vào tình trạng sức khỏe, sức cùng lực kiệt như vậy khiến cho ai cũng quan ngại. Những người cùng bị giam phát tướng thông để biết tướng thông trước khi phải vào trạm giam thì ông mang quân hàm trung tướng, bí thư đảng ủy chính phủ quân khu 1. Vì thế ông có quân phá trong buồng giam cũng không ai dám động, và vì biết rằng là anh em của ông bên ngoài có thể trừng phạt bất kỳ ai động đến ông. Không may ông bị ngã ngựa, xảy ra tình trạng bị dắt như vậy mà thôi. Kính thưa quý vị, như chúng tôi đã đưa tin vào bản tin trước, và đêm ngày 28 tháng 11, vụ đấu súng đã nổ ra ở km số 131 thuộc xã Vân Hồ, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Thế nhưng, những nguồn tin nhóm này có khoảng 20 người được trang bị vũ khí đầy đủ, trong đó có cả hỏa lực B-41, sau lính biên phòng Việt Nam đã chạm trán với chúng vào khoảng 4 giờ sáng ngày hôm qua. Khi các chiến sĩ của ta tiếp tục tiếp cận với hộ ta đứng lại để kiểm tra thì bất ngờ nhóm người này đã chủ động nổ súng. Biết số lượng lính biên phòng chỉ có 6 người, hơn nữa 2 người đã bị thương ngay từ các loạt đầu tiên nên nhóm người đã phải chủ động tấn công. Các chiến sĩ của ta phải cố thủ ở các mắm đá, tai mèo và cởi chiếc viện trước khi bằng chúng rút chạy được sang biên giới phía kia biên giới. Còn chúng đã theo một quả đạn B-41 về phía ta khiến cho 2 người khác bị thương. Theo nhận định của Thủ tướng Phạm Văn Thị, chỉ huy ban chuyên án TC-286, đây là một nhóm người bảo vệ tướng Thăm chạy trốn qua bệnh viện quân y 109 ở tỉnh Vĩnh Phúc. Chúng đã trốn từ Vĩnh Phúc sang Sơn La để vượt biên qua biên giới Lào. Tuy nhiên, mới đó chỉ là suy đoán bởi không có bằng chứng gì cho rằng bằng chứng là quân của tướng Thông. Cũng trong đêm ngày 28 tháng 9, hai trận đấu súng cũng đã nổ ra lúc ở km số 12 và số 8. Thuộc xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Theo nguồn tin từ tướng Bùi Cao Khánh đang chỉ huy ở ba tỉnh biên giới phía Bắc, có hai nhóm người cùng xuất phát vào một thời điểm từ đất nước Việt Nam chạy sang Trung Quốc. Chúng chập trán với lính biên phòng ở đây được chủ động đồng loạt nổ súng trước khi bị bộ đội biên phòng phát hiện. Tuy nhiên, chúng chỉ đấu súng khoảng 15 phút rồi chạy sang kia biên giới Trung Quốc. Tướng Khánh cho rằng có một điều gì đó bất ổn trong câu chuyện này, bởi trong một đêm có đến 3 nhóm vượt biên đều đến từ Việt Nam chạy sang bên kia, biên giới của các nước. Vấn đề là bọn chúng có vẻ như đã chủ động trước, ngồi chờ ở đó khi phát hiện đến Việt Nam. Đi gần thì đến chúng mới lộ diện chống trả và chỉ đấu súng khoảng 15 phút. Chúng đã chạy sang bên kia biên giới. Tướng Phan Văn Thị trước đó đã đưa ra nhận định nhóm người nổ súng với bộ đội biên phòng ở biên giới Lào là nhóm người của Trung Tuấn Thông. Tuy nhiên, sau khi xảy ra hai vụ đấu súng ở biên giới Hà Giang, ông cũng có những suy nghĩ lại rõ ràng, kẻ hiện đang cố tình tung họa mù cho quân đội của ta.
Không biết đâu mà lần, lúc thì ở biên giới Lào, lúc thì ở biên giới Trung Quốc, như vậy rất có thể chúng vẫn đang nằm trên đất Việt Nam, chưa rời khỏi. Chúng tung hỏa mù đánh lừa ban chuyên án rằng Trung tướng Tham đang trốn sang Lào, hoàng sang Trung Quốc, rồi khi đó thời vòng siết chặt được mở ra tương thông thì việc ung dung đi qua tất cả các tỉnh mà không bị kiểm soát. Đó mới chính là kế hoạch trong điểm mấu chốt của chúng. Ngay sau khi trao đổi, hỏi lại thì từng chi tiết hai vụ đấu súng ở biên giới Hà Giang với tướng Bùi Cao Khánh. Thiếu tướng Phan Văn Thị đã tiếp tục tăng cường thêm nhiều quân lính ở các chốt chặn liên tỉnh với Vĩnh Phúc. Ông cho rằng nếu Trung Tuấn thông tung hỏa mù như vậy, có lẽ ông ta vẫn còn nằm ở một nơi nào đó trong tỉnh Vĩnh Phúc mà chưa rời khỏi, để quân lính của tướng thì rút hết mới ung dung đi từ Vĩnh Phúc đến biên giới của Trung Quốc rồi vượt biên. Kính thưa quý vị, trong thời gian dài vừa qua thì có rất nhiều tin đồn đoán rằng là trong nội các của Đảng Cộng sản Trung Quốc rằng đã có các cuộc nổi dậy nhằm đảo chính Tập Cận Bình, nhật lại một vượt. Nhờ phe nhóm có tên tuổi đã xuất hiện trên các mặt báo của nước ngoài, nhưng người ta vẫn chưa thấy Tập Cận Bình bị hạ bệ. Phải chăng phe nhóm của Tập Cận Bình vẫn đang chiếm thế thượng phong đối với các phe cánh khác? Vậy là một câu hỏi mà nhiều người quan tâm. Một cái chức giấu tên trong Đảng Cộng sản đã đưa ra lời nhận xét rằng là Tập Cận Bình dù cho cố gắng giữ chiếc ghế số 1 quyền lực hiện nay cũng không thể giữ được hết năm 2022 này. Và có vẻ như điều đó đã đúng khi vào ngày hôm qua nhiều thông tin cho hay rằng là một cuộc đại chiến mới đã xảy ra trong nội các của Trung Quốc. Thưa quý vị khán thính giả và các bạn, vào ngày hôm nay, một thông tin mới nhất gây chấn động đang làm xôn xao dư luận quốc tế và người dân Trung Quốc, một đất nước trong thời gian gần đây đã bị các quốc gia lên án nặng nề vì đã gây ra nhiều tội ác từ trời. Theo như một nguồn tin từ các Bắc Kinh cho biết, bộ máy ngày nay trên các hệ thống truyền thông của Trung Quốc đã không thấy xuất hiện hình bóng dáng của người đứng đầu nhà nước là ông Tập Cận Bình. Theo như một nguồn tin cho biết, tạm thời thì Tập Cận Bình đã phải gánh nặng vì sự cạnh tranh quyết liệt đến từ các phe cánh khác. Phe cánh của Đặng Tạ Phương, con trai cả của cố Tổng thống Trung Quốc Đặng Tiểu Bình, là thế lực đang trỗi dậy mạnh mẽ nhất sau khi hậu thế của nhà họ Đặng ép Tập Cận Bình phải chuyển giao quyền lực nội bộ trong bộ máy trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đang mâu thuẫn rất nghiêm trọng. Con trai cả của cố Tổng Bí thư Đặng Tiểu Bình và phe cánh của ông ta còn ép Tập Cận Bình uống thuốc độc nếu như không chuyển giao quyền lực. Được biết, Đại Tá Phương không tham gia chính trị nhiều trong Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng ảnh hưởng vị thế của cha mình trước đây vẫn còn rất mạnh mẽ trong nội bộ cầm quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và hiện giờ nhận thấy là Tập Cận Bình đã và đang dẫn dắt Trung Quốc đi xuống bờ vực, khiến cho cả thế giới đang hợp tác chống lại với người của Trung Quốc. Vậy đường lối chính trị và Tập Cận Bình có vẻ như là đã quá bành trướng và ngu xuẩn, nên Đại Tá Phương đã quyết định dẫn dắt những thuộc hạ cũ của cha mình đấu lại phe cánh đang cầm quyền tại Bắc Kinh của Tập Cận Bình. Qua nhiều lần họp bàn với các quan chức cấp cao về đảng chính thuê vào ngày hôm qua, Đại Tá Phương đã ép cho Tập Cận Bình từ chức, và nếu không chuyển giao quyền lực sớm thì vợ và con của Tập Cận Bình là bà Banh Lê Viện cùng với con gái của Tập Cận Bình là Tập Minh Trạch sẽ phải chết chung với ông Tập Cận Bình. Được biết, toàn bộ phe cánh trong nội bộ vụ của Bộ Công an đã đi theo Đặng Tá Phương. Nhìn vào nội bộ của nhà cầm quyền Trung Quốc, Đảng Cộng sản hiện nay có hai phe cánh chính. Nhóm 1 là Tập Cận Bình, gồm tập hợp các quan chức trong bộ ngành trước đây của ông ta từng làm bí thư tại tuyển sinh Liêu Ninh. Nhóm thứ 2 được cho là của Thủ tướng Lý Khắc Cường và Vương Kỳ Sơn tại Trung Quốc, sắp khai mạc đấu đá nội bộ cùng với Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày càng kịch liệt hơn. Tiếng sau vụ sự kiện, Thứ trưởng Bộ Công an Đảng Cộng sản Trung Quốc là Vương Lực ngã ngựa, Bộ trưởng Thư pháp Phó Chính Hoan bị điều chuyển ngoài, đưa đồn đoán hệ thống chính trị, pháp luật của Đảng Cộng sản Trung Quốc sắp bị chỉnh đốn. Cùng với đó là một nhân vật máu mặn trong Hội Nhi Đại, rất thân thiết với Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn, nhằm chính cường đã bị Tập Cận Bình tổng giam trước đó. Nguyên nhân được cho là Tập Cận Bình muốn văn bằng Vương Kỳ Sơn để ông ta các động thái gây nguy hiểm cho Tập Cận Bình. Bên cạnh đó, một thứ trưởng cấp cao Bộ Công an đã dồn quân lực cũng bị thanh trừng cách chức vì lý do chống lại Tập Cận Bình. Toàn bộ nhân vật Tập Cận Bình triệt hạ trước đó đều là người của Lý Khắc Cường và Vương Kỳ Sơn. Nhận thấy tay chân thân cận của mình bị chặt dần thì người sau cùng có thể chính là Minh Vương Kỳ Sơn và Lý Khắc Cường đã cùng nhau trong quyền lực tất cả cho đoàn ta. Phương để sau đó đấu lại với Tập Cận Bình, không nắm được phần thắng tại Đại hội Đảng của Trung Quốc sắp tới. Chúng ta có thể chờ xem Tập Cận Bình sẽ ngã ngựa như thế nào khi nhiều phe cánh đang cùng đứng lên để chống lại nhằm lật đổ ông ta. Ông ta từng đề cao bản thân và từng tung hô tư tưởng bản thân, nhất là không tuân thủ theo luật pháp quốc tế, cho nên Tập Cận Bình đã mất uy tín. Sự ảnh hưởng ở trong nước cũng như là ngoài nước, Tập Cận Bình nhiều lần cho quân vây bắt nhiều phe cánh khác nhau. Trong nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhiều người có xu hướng bất đồng chính kiến với Tập Cận Bình,
nhất là Đông Dương. Họ dùng sức mạnh cơ bắp của quốc gia đe dọa bắt nạt bất kỳ luật pháp nào của quốc tế, quan hệ của Hoa Kỳ và NATO, tăng cường binh, huy động nhiều vấn đề và dùng mọi thủ đoạn để thu thập các dữ liệu, công tác kỹ thuật hiện đại đưa về Trung Quốc sản xuất và làm nhái và bán rẻ cho các nước trên thế giới. Giá thấp hơn giá thị trường, gây tổn hại kinh tế cho toàn cầu, nghiêm trọng đứng trước các mối nguy hại này, thì Hoa Kỳ đã quyết tâm ra tay triệt phá sự bành trướng, hùng hăng bằng cách đã cho cơ chiến đấu và đối đầu trực diện với Bắc Kinh. Các đồng minh thân cận, thân thiết cùng với quyết tâm cùng nhau hiệu lực với Hoa Kỳ để cùng nhau hỗ trợ các công ty và các nhà sản xuất linh kiện rời ra khỏi Trung Quốc và đóng băng, không bán dữ liệu, kỹ thuật và sản xuất máy móc cho Trung Quốc nữa. Điều này đã làm cho nền kinh tế của Trung Quốc suy sụp trầm trọng, chứng tỏ Trung Quốc chỉ là con hổ giấy, không có đủ thực lực làm ra các sản phẩm có chất lượng và kỹ thuật cao. Người thân tín của Tập Cận Bình tiết lộ, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bước vào đường cùng, đi sai một bước thì thịt nát xương tan. Chuyên gia Hoa Kỳ về vấn đề Trung Quốc tiết lộ rằng một nhân viên cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc có mối quan hệ mật thiết với Tập Cận Bình đã nói ra: "Tôi đã đến đường cùng. Mọi người đều biết rằng thế chế này đã kết thúc và chúng tôi đã đi vào ngõ cụt, một cuộc phỏng vấn bằng tiếng Anh độc quyền của chương trình thủ định." Chuyên gia của người Mỹ đã nói rằng chính phủ Trung Quốc biết rõ ràng là chế độ này sẽ sụp đổ và nó đã chết. Ông tiết lộ bằng một nhân viên cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc có mối quan hệ thân thiết của Tập Cận Bình đã thẳng thắn nói với ông: "Chúng tôi không biết làm gì tiếp theo, bởi vì khắp nơi đều có kẻ địch đi xa. Một nước có thể thịt nát xương tan." Bình luận về tình trạng hiện nay của Trung Quốc, tôi nghĩ rằng Trung Quốc đã đi vào thời kỳ tương tự như sụp đổ của Liên Xô cũ. Điều này không có nghĩa là một đế chế của Đảng Cộng sản Trung Quốc cấp độ mà Trung Quốc sẽ sụp đổ khi Đảng Cộng sản của Trung Quốc sụp đổ. Đất nước vẫn sẽ còn ở đó, nhà vẫn sẽ còn ở đó và chỉ có chính phủ là sụp đổ mà thôi.